Tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng với các đội bóng được đánh giá là cực mạnh trong khu vực như Nhật Bản, Australia, Ả Rập Xê Út và Oman. Đây được xem là bảng đấu cực kỳ khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Bởi lẽ, nếu so với các đội bóng còn lại thì đội tuyển Việt Nam dĩ nhiên được xem là yếu nhất bảng. Trang thống kê We Global Football cũng đã dựa vào vị trí của các đội trên bảng xếp hạng FIFA, cùng với đó là các phép tính về thành tích đối đầu, chênh lệch lực lượng để đưa ra xác suất đi tiếp của từng đội bóng. Theo đó, thật không bất ngờ khi ba đội bóng được trang We Global Football đánh giá là sáng cửa đi tiếp nhất lần lượt là Nhật Bản 83,92%, Australia 61,40% và Ả Rập Xê Út 31,48%. Nhìn vào các con số kể trên, trang We Global chỉ rõ rằng Nhật Bản và Australia gần như đã chắc vé đi tiếp. Về phần Saudi Ả Rập, trang thống kê cho rằng đội bóng này nhiều khả năng sẽ đứng thứ 3 và góp mặt ở vòng playoff. Những tính toán và kết quả của We Global Football được cho rằng hoàn toàn có cơ sở, bởi lẽ cả 3 đội bóng kể trên đều mạnh hơn hẳn so với các đội còn lại. Nếu không có bất ngờ nào quá lớn, nhiều khả năng 3 tấm vé đi tiếp. Trong đó có 2 vé vào thẳng World Cup sẽ thuộc về Nhật Bản, Australia và Saudi Ả Rập. Xác suất để đội tuyển Việt Nam góp mặt tại World Cup 2022 chỉ được We Global Football đưa ra chỉ là khoảng 4,44%. Trong khi đó, đội tuyển Trung Quốc có xác suất dự World Cup thấp nhất với chỉ 3,68%. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 10 trận tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Trong đó có 05 trận được thi đấu trên sân nhà và 05 trận sân khách.